Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Bộ ảnh quyến rũ của Honey khiến cây nét nóng mặt. Vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, Honey đã chia sẻ loạt ảnh họa báo của mình trên tài khoản mạng xã hội Instagram kèm theo chú thích: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với tạp chí Hashtag Legend của Hồng Kông". Thông qua đó, nữ ca sĩ thần tượng đã thực hiện phỏng vấn và chia sẻ về kinh nghiệm của cô khi đóng vai chính trong web drama XX, một bộ phim mới của MBC và Lightslit về một quán bar thời thượng. Trong những bức ảnh công khai, Honey diện trên người những bộ trang phục phù hợp, hoàn hảo trên cơ thể và tự tin khoe đường nét thon thả. Tư thế oai phong của Honey khi ngồi trên ghế với mái tóc hơi gần sóng thật sự rất bắt mắt và thu hút sự chú ý. Ngoài ra, cô ấy cũng tạo ra cảm giác ấn tượng khác trong kiểu thời trang, bao gồm áo khoác và váy ngắn. Nói một cách khác, Honey, vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia thử thách trường sức. Nó là một lĩnh vực mới đối với tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể khám phá một khía cạnh mới của bản thân mình với tư cách là một nữ diễn viên.